Thưa quý vị, với mong muốn tri ân những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung, đường số 3, khu công nghiệp Hòa Cầm đã xây dựng mô hình công đoàn cơ sở nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Huỳnh, hơn 100 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, có 5 người con, trong đó 2 con là liệt sĩ. Do tuổi đã cao nên con cháu phải thường xuyên túc trực chăm sóc. Mẹ Huỳnh là một trong các mẹ Việt Nam anh hùng mà Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung nhận phụng dưỡng từ năm 2014 đến nay. Bên cạnh việc phụng dưỡng hàng tháng, thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ Tết, công đoàn cũng đã thường xuyên liên lạc với gia đình, người thân và chính quyền địa phương, nắm tình hình sức khỏe của mẹ để thăm hỏi động viên kịp thời cùng với gia đình chăm sóc các mẹ khi đau yếu. Gia đình cũng rất là cảm ơn công ty Cơ điện Miền Trung sự ghi nhận cũng quan tâm đến nuôi dưỡng mẹ là bà đến bây giờ, và cái sự hỗ trợ của công ty cũng là một những nguồn động viên cho bà trong cái khoảng thời gian vừa qua. Mô hình công đoàn cơ sở nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng được Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung triển khai trước năm 2014. Theo đó, trước mẹ Huỳnh thì công ty đã nhận phụng dưỡng hai mẹ ở hai huyện Thăng Bình và huyện Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam. Sau khi hai mẹ mất thì công ty đã cùng chính quyền địa phương phụ lo đám tang và xét mộ chu toàn. Được biết, tiền phụng dưỡng các mẹ trích từ quỹ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng của công ty do toàn thể công ty công nhân lao động tự nguyện đóng góp. Đơn vị mà gọi là mình đóng trên địa bàn á, thì cũng có cái chủ trương là vận động các doanh nghiệp là hỗ trợ một phần nào đó, hoặc là mà cũng như là cái nhận thức được cái bên chỗ lãnh đạo của công ty cũng như là bên đảng, bên công đoàn, thì công ty đã nhận thức được cái điều này, cái phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng cũng là cái điều mà uống nước nhớ nguồn. Thời gian tới, Công đoàn Công ty cho biết sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này hơn nữa, vì đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự đối với tập thể, cán bộ, người lao động trong công ty, góp phần san sẻ những mất mát, động viên các mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Qua đó, đã thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.